B. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. 1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp là thực thể tiến hành sản xuất kinh doanh, là pháp nhân kinh tế được thành lập và đăng ký kinh doanh với tư cách là một tổ chức có trụ sở, vốn, trang thiết bị, nhân lực, thực hiện kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời hoặc cung cấp dịch vụ công theo yêu cầu đặt hàng của nhà nước. Doanh nghiệp thường được phân loại theo những tiêu thức sau đây. Theo ngành sản xuất kinh doanh có các doanh nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ. Theo quy mô có doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ được phân định theo tổng số vốn lao động, doanh thu, nộp ngân sách. Theo hình thức sở hữu có doanh nghiệp nhà nước, sở hữu toàn dân, doanh nghiệp tập thể, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp, các dạng công ty. Theo hình thức và cơ sở tổ chức có công ty, tổng công ty. Theo tính chất hạch toán kinh doanh có doanh nghiệp hạch toán độc lập, doanh nghiệp hạch toán nội bộ, hạch toán phụ thuộc. Theo nguồn vốn đầu tư trong nước hay nước ngoài thì có doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó tiêu chí phân loại theo hình thức sở hữu và nguồn vốn đầu tư có ý nghĩa rất lớn, chi phối nhiều đến việc xác định vai trò và cơ chế quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp. Theo hai tiêu chí phân loại này, hệ thống doanh nghiệp ở nước ta hiện nay khá đa dạng. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp có những đặc điểm cơ bản sau. Lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh phải theo phương thức hạch toán kinh tế, phải đảm bảo có lãi. Doanh nghiệp công ích, tuy mục đích chính không phải là lợi nhuận, song cũng phải quán triệt phương châm triệt để tiết kiệm trên cơ sở hạch toán thu nhập và chi phí. Các doanh nghiệp tự do kinh doanh có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ luật pháp và chính sách của nhà nước được bình đẳng trước pháp luật. Doanh nghiệp chịu sự tác động trực tiếp của các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, gắn liền với sự rủi ro trong kinh doanh, thậm chí có những doanh nghiệp phải phá sản. Doanh nghiệp là nơi sản xuất hàng hóa, trực tiếp tạo sản phẩm dịch vụ, gắn sản xuất với thị trường, tái sản xuất bản thân doanh nghiệp và tích lũy cho ngân sách nhà nước nguồn lực xã hội.